Daniel Dubois, Joe Joy cùng 5 trận đấu tâm điểm của Quyền Anh tháng 7 và tháng 8. Tổ chức Queensbury đã công bố chi tiết về 5 trận đấu đầu tiên sẽ trở thành tâm điểm mùa hè này trên BT Sport, lúc Quyền Anh có thể diễn ra đằng sau những cánh cửa khép kín. Người mộ đã rất phấn khích về cuộc đối đầu hạng gà giữa Bradford, 12 trận thắng, 2 trận thua, 5 trận knockout và James Beast, 12 trận thắng, 2 trận knockout vào đêm thứ 6 này. Giờ họ có thể hướng đến những cuộc chạm trán xa hơn vào ngày 25 tháng 7, 31 tháng 7, 20 tháng 8 và 29 tháng 8. Những pha knockout đáng chờ đợi sẽ trở lại với sự góp mặt của những ngôi sao người Anh như Joe Joyce, Daniel Dubois, Lyndon Arthur. Joe Joyce gặp Michael Waslid vào ngày 25 tháng 7. Fan của Joyce sẽ không phải chờ lâu nữa khi tay đấm người Anh 10 trận thắng, 9 trận knockout sẽ đọ sức với đối thủ người Đức Waslid 20 trận thắng, 3 trận thua, 13 trận knockout trong một trận đấu 10 hiệp. Lần gần nhất Waslid thượng đài là vào tháng 9 năm 2019 trong chiến thắng knockout kỹ thuật trước Tony Joka. Lyndon Arthur gặp Dave Spillman 31 tháng 7. Ở hạng dưới nặng, trận chiến giữa nhà vô địch Lyndon Arthur 16 trận thắng, 12 trận knockout và kẻ thách đấu Dave Spillman 16 trận thắng, 3 trận thua, 8 trận knockout cũng rất đáng quan tâm. Tay đấm bất bại Arthur đang sở hữu tỷ lệ knockout là 75%. Archie Sharp và Jeff Ofori 20 tháng 8. Trận tranh tài WBO châu Âu ở hạng siêu long giữa Archie Sharp 18 trận thắng, 9 trận knockout và Jeff Ofori 10 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua sẽ diễn ra vào cuối tháng 8. Chủ nhân danh hiệu vô địch người Anh Sharp sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ đồng hương. Daniel Dubois và Eric Prefer 29 tháng 8. Tháng 8 sẽ khép lại bằng cuộc đại chiến giữa thùng thuốc nổ Daniel Dubois 14 trận thắng, 13 trận knockout và Eric Prefer 7 trận thắng, 5 trận knockout. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi bom tấn mùa hè của Frank Warren trên BT. Dubois đang sở hữu danh hiệu WBO hạng nặng quốc tế và sẽ có màn thử thách thực sự trước tay đấm đến từ nước Nga, Perfeffer. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.